Xin kính chào quý vị và các bạn. Những đợt không khí lạnh cuối mùa sẽ liên tiếp tràn xuống nước ta vào cuối tuần này. Không khí lạnh tràn về trên nền thời tiết oi nóng những ngày qua, sự thay đổi trạng thái và xáo trộn thời tiết sẽ diễn ra mạnh mẽ và do vậy thì mưa rào và dông sẽ diễn ra trên diện rộng. Cùng với đó, Bắc Bộ trời sẽ chuyển rét trong những ngày tới. Từ đêm nay sang rạng sáng mai, khi không khí lạnh tràn về, lại kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1.500m gây ra mưa dông mở rộng ở toàn khu vực Bắc Bộ, có nơi mưa rất to. Và lưu ý là trong cơn dông còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và đặc biệt đối với các tỉnh vùng núi phía Bắc. Cùng với mưa, nhiệt độ giảm mạnh, ngày mai trời chuyển lạnh với mức nhiệt cao nhất chỉ từ 22 cho đến 25 độ và mức nhiệt thấp nhất về đêm trong khoảng là 18 đến 21 độ. Sau đó, từ khoảng đêm 17 sang ngày 18 tháng 4, không khí lạnh lại được tăng cường mạnh hơn nên mưa vẫn còn duy trì và nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ lại giảm thêm, trời chuyển rét với mức nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 cho đến 19 độ, vùng núi là từ 13 đến 16 độ, có nơi thấp hơn. Còn đối với khu vực Trung Bộ, từ ngày mai, không khí lạnh cũng tác động tới thời tiết các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại đây thì trời cũng chuyển mưa rào và dông, đi kèm với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên mức nhiệt cao nhất ngày mai tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 24 đến 27 độ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 29 đến 32 độ. Về chiều tối, mưa dông xuất hiện rải rác. Mưa dông cũng là thời tiết cần cảnh báo ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa xuất hiện từ sau khoảng 14 giờ chiều và kéo dài đến tối. Cục bộ có điểm có mưa dông mạnh kèm theo cả lốc sét, gió giật. Quý vị lưu ý để đảm bảo an toàn. Trên biển từ ngày mai, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió sẽ chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Còn khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây biển động và sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 15 tháng 4 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!